Chào các con. Cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học tiếp theo trang số 28. Ở bài học này, cô sẽ dạy các con bài Maple Dance và chúng ta sẽ bắt đầu đọc nốt nhạc nhé. Trước khi vào bài, cô giới thiệu với các con là chúng ta sẽ chơi phần Student. Đó là phần mà có nốt nhạc ở khóa son. Còn bản nhạc này thì phần ở phía dưới này là của Teacher hay là chúng ta chỉ cần chơi với khóa son này cùng nhạc beat thôi là cũng rất là tốt rồi. Còn phần này chúng ta có thể nhờ giáo viên, các thầy cô của các con chơi cùng để chúng ta hòa tấu, tập hòa tấu với nhau. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn các con đọc nốt nhạc của bài này. Trước khi đọc thì chúng ta được cô nhắc lại một chút về phần nốt nhạc mới mà buổi trước mình vừa mới học nhé. Nốt này là nốt đô cao của khóa son này. Đô này. Đây cũng là đô này. Còn nốt cao hơn nốt đô đây là nốt rê này. Cao hơn nốt rê ở đây là nốt mi này. Và cao hơn mi ở đây là pha. Và tiếp theo nốt này cũng cao hơn pha là son. Như vậy vị trí mà mới các con vừa mới học là đô, rê, mi, pha, son. Và chúng ta cần nhớ được vị trí của 5 nốt này. Sau đó chúng ta vào bài đọc thì chúng ta sẽ nắm vững hơn và mình sẽ phản xạ được nốt nhé các con. Bây giờ thì cô sẽ bắt đầu với nhịp 3, 4 đều và cô đọc nốt. 1, 2, 3. Do, mi, son, fa, mi, re, do, hai. Mi, son, hai, ba. Si, hai. Re, son, hai, ba. Do, hai. Mi, son, hai, ba. Do, mi, son, fa. Đó là phần nốt nhạc của khóa son bài Maple Dance. Và sau đây thì các con nhìn cô chơi trên đàn nhé. Và chúng ta quan sát để luyện tập theo. Ở bài học này, đối với khóa son, trước tiên là các con căn vị trí đô trung tâm là giữa đàn này. Và vị trí trong bản nhạc này là đô cao. Như vậy chúng ta sẽ đặt tay phải lên cao một quãng 8. Và sau đây cô sẽ làm mẫu phần khóa son với nhịp 3, 4 đều nhé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đô, mi, son, fa, mi, re, đô, hai. Mi, son, hai, ba. Si, hai. Re, son, hai, ba. Đô. Sau đây thì cô sẽ chơi với loại nhạc chậm bài 39 và nhạc nhanh bài 40.
Như vậy, cô đã hướng dẫn xong bài Maple Dance. Ở bài này, chúng ta lưu ý về vị trí đô cao ở trên phím đàn nhé, để chúng ta áp dụng ở những bài sau được tốt hơn. Chúc các con chơi bài này thành công. Tạm biệt.